Xin chào quý bà con, ngày hôm nay công ty Thế Giới Máy xin gửi đến quý bà con một video báo giá về những sản phẩm máy băm thái thực phẩm thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cầm mang thương hiệu Dakio. Sau đây là những dòng máy chuyên dùng trong chăn nuôi, mời bà con cùng xem. Nếu quý bà con có nhu cầu về máy thái băm thức ăn chăn nuôi, xin mời bà con xem hết video này, chúng tôi sẽ giới thiệu từng sản phẩm và báo giá chi tiết cho bà con trong tháng 9 năm 2023. Đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến quý bà con là dòng máy băm bèo Dakio TK400. Dòng này chuyên băm lục bình, băm bèo, băm rau muống cho gia súc gia cầm với mô hình trang trại vừa và nhỏ. Năng suất của máy đạt từ 100 đến 200 kg/giờ. Máy sử dụng 6 lưỡi dao băm đèn sắc bén bằng nhíp và bên dưới là hai thanh gạt. Trên máy phễu nạp nguyên liệu cao và rất an toàn, miệng thì rộng để dễ bỏ vào. Dòng máy băm lục bình Dakio TK400 đang được công ty cung cấp với mức giá 1.200.000 đồng. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi đến quý bà con về dòng máy thái mịn chuối Dakio TK1500. Máy này có thể băm cây chuối lên tới đường kính 20 cm, băm được các loại thân cây bắp, cỏ voi, lục bình, rau bèo đa dạng mịn cho gà vịt ăn được. Bây giờ tôi sẽ mở nắp lên để cho bà con xem về chất lượng của dao. Máy sử dụng một dao to 2 lưỡi bằng nhíp ô tô rèn siêu sắc bén, hàng chính hãng Dakio. Trên dao có dập nổi chữ Dakio để phân biệt hàng nhái và hàng giả. Tiếp theo, bà con có thể thấy thùng máy được làm bằng thép mạ kẽm chống mài mòn và han rỉ. Nắp máy được dập khuôn định hình giúp tuổi thọ của máy cao hơn, không bị han rỉ hay mài mòn. Hệ thống bát cài của máy được sử dụng bằng bát đuôi tôm chuyên dành cho xe tải. Máy được sử dụng motor 1.5 kW, dây đồng 100%, lỗi đổi mới trong vòng 12 tháng. Máy có trang bị thêm CB chống giật và hệ thống dây tích cắm điện để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy. Máy thái mịn Dakio TK1500 sử dụng motor 1.5 kW đang được công ty Thế Giới Máy phân phối với giá ưu đãi trong tháng 9 năm 2023 là 3.300.000 đồng. Hàng được bảo hành chính hãng 18 tháng. Và tiếp theo đây, xin giới thiệu với bà con người anh em của máy thái mịn Dakio TK1500. Đó chính là máy thái mịn Dakio TK55. Về cơ bản, kết cấu và thông số của Dakio TK55 thì tương đồng với Dakio TK1500. Điều khác biệt là Dakio TK55 sử dụng động cơ xăng 5.5 HP. Máy có thể di chuyển mọi địa hình, mọi nơi, dành cho những khu vực không có điện hoặc là điện yếu. Thì sử dụng máy này, máy có năng suất băm 1 giờ trung bình từ 1,5 đến 2 tấn, phù hợp với những trang trại vừa và trang trại lớn. Máy được dập nổi logo Dakio trên nóc máy để tránh hàng nhái và hàng giả. Máy thái mịn Dakio TK55 đang được công ty Thế Giới Máy phân phối với giá ưu đãi trong tháng 9 năm 2023 là 4.200.000 đồng. Máy được bảo hành chính hãng 18 tháng. Dòng máy thái mịn Dakio TK1500 và Dakio TK55 chuyên sử dụng dành cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là gia cầm. Và trong các dòng máy băm thức ăn cho gia cầm thì không thể nào không nhắc tới dòng máy đặc biệt nhất, tốt nhất, hiện đại nhất trên thị trường bây giờ, chính là dòng máy thái băm đa năng Dakio TK3000. Bà con có thể nhìn thấy máy được lắp ráp rất chắc chắn, kết cấu liền mạch, có hệ thống tay đẩy bánh xe giúp di chuyển dễ dàng. Nhìn từ bên ngoài vào, bà con thấy là phễu cho nguyên liệu vào đường kính trên lên tới 50 cm, rất an toàn cho người sử dụng. Và máy có thể băm cây chuối đường kính lên tới 16 cm. Trên nắp máy có dập nổi logo Dakio để bà con có thể phân biệt được hàng chính hãng. Nắp máy được kết nối với thùng máy qua 4 bát gài an toàn. Sau khi chúng ta mở nắp ra,
tôi sẽ giới thiệu đến quý bà con về hệ thống buồng dao băm. Buồng dao băm thì mọi người nhìn thấy trên cùng là khi cho nguyên liệu vào, lưỡi dao thái nát mỏng nguyên liệu ra, lưỡi dao thái được làm bằng nhíp ô tô rèn công nghiệp, có dập nổi logo Takeo trên lưỡi dao. Sau khi nguyên liệu được thái nát mỏng sẽ rơi xuống bên dưới là tầng dao băm inox gồm 16 lưỡi. Dao băm inox cũng được dập nổi thương hiệu Takeo. Dao băm inox rất là sắc bén và không bị oxy hóa, tuổi thọ rất là cao và giúp nguyên liệu băm nhỏ đều mịn, không bị dập và chảy nước. Sau khi nguyên liệu đã được băm xong thì tiếp tục rớt xuống dưới guồng cuối cùng là hai cánh quạt để đẩy nguyên liệu ra ngoài. Miệng của nguyên liệu thì sẽ có một cữ để điều chỉnh nguyên liệu bay xa hay gần, và khi chúng ta chỉnh xuống thấp thì nguyên liệu sẽ là nhuyễn nhỏ mịn hơn, còn khi chúng ta đưa lên thì nguyên liệu sẽ là to hơn để dành cho gia súc như heo hay dê ăn. Máy thái băm đa năng Takeo TK3000 được trang bị một motor 3kW dây đồng 100%, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi đổi mới. Ngoài ra máy còn được trang bị một CB bảo hành an toàn chống cháy nổ cho motor và phích cắm. Hiện dòng máy thái băm đa năng Takeo TK3000 đã được công ty Thế Giới Máy phân phối với giá ưu đãi trong tháng 9 năm 2023 là 6.100.000, bảo hành chính hãng 18 tháng. Tiếp theo xin giới thiệu đến bà con một dòng sản phẩm rất là đặc biệt. Máy băm nghiền thùng inox Takeo TK22. Dòng máy băm có thùng inox giúp tăng tuổi thọ của máy, không bị mài mòn, không bị oxy hóa và an toàn về thực phẩm cao. Máy có thể nghiền được các loại cua, cá, ốc làm thức ăn cho gia cầm. Máy có thể nghiền các loại hạt ngũ cốc, gạo, lúa, bắp để thành cám cho gia cầm ăn. Ngoài ra máy có thể băm nhuyễn các loại cỏ, rau, bèo để làm thức ăn gia cầm nhỏ hoặc thủy hải sản. Các bạn có thể nhìn thấy máy được kết nối với khung chân vuông chắc chắn, bền bỉ. Máy được bảo hành chính hãng 18 tháng, được trang bị một motor 2.2kW tốc nhanh. Hiện dòng máy băm thùng inox Takeo TK22 đang được công ty Thế Giới Máy phân phối giá ưu đãi tại tháng 9 năm 2023 với giá 6 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu với bà con những dòng máy chuyên dành cho gia súc. Đầu tiên là dòng máy băm. Dòng máy băm này chuyên băm cây bắp, các loại cỏ voi, rau bèo để làm thức ăn cho gia súc. Máy được trang bị một motor 3kW dây đồng, bảo hành chính hãng 18 tháng. Dòng máy băm cỏ băm rơm Takeo TK06 đang được công ty Thế Giới Máy bán với giá ưu đãi trong tháng 9 năm 2023 là 7 triệu đồng và được bảo hành chính hãng 18 tháng. Tiếp theo series của dòng máy băm cỏ cho gia súc thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về dòng máy băm cỏ thái chuối Takeo TK15 được dập đổi logo chính hãng ở trên thùng máy. Dòng này chuyên dùng cho các trang trại mô hình vừa và nhỏ với năng suất băm cỏ và băm cây bắp 1 giờ lên đến 300-500kg và có thể thái cây chuối đường kính nhỏ dưới 11cm cho bà con. Dòng máy thái Takeo TK15 đang được công ty Thế Giới Máy phân phối giá ưu đãi trong tháng 9 năm 2023 là 2.300.000 đồng và được bảo hành chính hãng 18 tháng. Và tiếp theo xin giới thiệu với bà con về dòng sản phẩm máy băm cỏ thái chuối dành cho những trang trại vừa và lớn. Đó là máy thái chuối Takeo TK1008. Máy có thể băm lên đường kính thân cây chuối lên đến 18cm. Năng suất của máy có thể băm cỏ thái chuối 1 giờ được khoảng chừng 1,5 đến 2 tấn. Sau đây xin mời bà con xem chi tiết về dòng máy này. Trước mặt bà con là cấu hình của máy được thiết kế hình vuông. Trên nắp máy có dập nổi logo Takeo chính hãng. Và khung chân kê thì chắc chắn, bên dưới có trang bị bánh xe để giúp dễ dàng di chuyển. Máy được trang bị hai bát đuôi tôm chuyên dùng cho quá xe tải để làm bát gài an toàn. Và bây giờ tôi sẽ mở ra bên trong để bà con cùng xem. Bên trong của máy được trang bị bằng một dao lớn hai lưỡi, được trang bị bằng thép nhíp rèn dày và chắc chắn, siêu sắc bén.
Bà con có thể thấy thùng làm việc của máy được sử dụng bằng thép bạ kẽm chống mài mòn, được sơn bằng dòng sơn tàu thủy chống rỉ, và kết cấu của máy được kết nối với lại motor 1,5 kW dây đồng, bảo hành chính hãng 18 tháng, lỗi đổi mới trong vòng 12 tháng. Hệ thống motor được kết nối với lại guồng dao băm thông qua hệ thống dây cun loa và buni. Đặc biệt của dòng máy Thái Takeo TK1008 này là có trang bị thêm hệ thống bánh đà giúp máy có thể chạy mượt và êm hơn và chạy khỏe hơn, đồng thời làm tiết kiệm tiêu thụ điện của motor 1,5 kW. Máy được trang bị CB để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chống cháy nổ cho motor. Dòng máy Thái Băm Takeo TK1008 đang được công ty Thế Giới Máy phân phối với giá ưu đãi trong tháng 9 năm 2023 là 4 triệu 600 nghìn đồng. Máy này cũng được bảo hành chính hãng 18 tháng. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với các bạn một dòng máy cực kỳ đặc biệt là máy băm đa năng Takeo TK300. Tại sao máy này được gọi là máy băm đa năng? Tại vì máy này có thể băm được sơ dừa, băm được rơm, băm được cỏ các loại, nghiền được các loại ngũ cốc, băm lá khô, băm bèo, băm lục bình. Bây giờ tôi xin giới thiệu sơ qua về dòng máy này. Máy có hai cửa nạp. Cửa nạp đầu tiên là chuyên để cho các loại hạt nông sản nghiền thành cám làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Cửa xả thứ hai là chuyên để băm các loại rau, bèo, cỏ, cây bắp, sơ dừa, băm rơm, băm đá khô. Và dòng máy này rất là đặc biệt, có 3 cửa ra. Cửa ra trên cùng, bà con có thể thấy, cửa ra trên cùng là dùng để ra sơ dừa, ra các loại cỏ cho gia súc ăn. Cửa ra thứ hai là để băm rơm cho bò làm giá thể chống nấm, hoặc băm cỏ. Cửa ra cuối cùng là ra cửa ra của các loại ngũ cốc nghiền thành cám cho gia súc, gia cầm. Và tất cả các dòng máy mang thương hiệu Takeo đều được dập nổi logo trên máy để cho bà con nhận định được hàng chính hãng và hàng giả trên thị trường. Máy được kết nối với bộ khung gầm chân kê chắc chắn, trang bị 4 bánh xe để giúp bà con dễ dàng di chuyển. Và chúng ta không thể không nhắc đến motor sử dụng cho máy 3,5 kW tốc nhanh 2009, 100% dây đồng, được bảo hành chính hãng 18 tháng. Với dòng máy Thái Băm đa năng Takeo TK300 đang được công ty Thế Giới Máy phân phối trên thị trường với giá ưu đãi trong tháng 9 là 12.500.000 đồng. Và chúng tôi vừa giới thiệu cho bà con một chuỗi các dòng máy Thái băm phụ phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm mang thương hiệu Takeo. Và nhân đây chúng tôi cũng giới thiệu thêm cho bà con một dòng sản phẩm cực kỳ đặc biệt, máy thái thuốc nam Takeo TK2002 Plus. Dòng máy này chuyên thái nát mỏng các loại thân cây thuốc và chặt khúc các loại cành nhỏ để làm thuốc nam, thuốc đông y. Bà con có thể thấy trên thân máy có hai cửa cho nguyên liệu vào, cửa nguyên liệu cho bên trong là thái nát cành với đường kính lên tới 8 cm, và cửa bên ngoài là cửa chặt khúc để băm những cành nhỏ với đường kính từ 0 đến 1,5 cm để chặt khúc phơi khô. Bây giờ tôi sẽ mở nắp máy để bà con xem về hệ thống dao bên trong có gì đặc biệt. Vâng, và khi mở ra thì bà con sẽ thấy là máy được trang bị hai lưỡi dao nằm ở mặt ngoài dành cho chặt khúc, và bên trong là hai lưỡi dao ở mặt máy thái nát. Tất cả dao đều rất dày dặn và chắc chắn, được làm bằng thép nhíp rèn công nghiệp, và dao được gắn trên một bánh đà với đường kính 50 cm và dày 0,8, giúp máy có thể băm thái các cành lớn và tạo lực để giảm mức tiêu thụ điện cho motor. Và máy thái thuốc nam có thể băm đến đường kính thân cây lên tới 8 cm, nhưng chỉ sử dụng motor 2,2 kW dây đồng, tốc nhanh, bảo hành chính hãng 18 tháng, motor lỗi đổi mới trong vòng 12 tháng. Motor được kết nối với CB để bảo vệ cho người sử dụng và chống cháy nổ motor. Dòng máy thái thuốc nam này đang được công ty Thế Giới Máy phân phối với giá ưu đãi trong tháng 9 năm 2023 là 6 triệu 500.000 đồng, bảo hành chính hãng 18 tháng. Cuối cùng xin gửi đến quý bà con dòng máy băm cành cây Takeo TK65. Bà con có thể nhìn thấy
máy cực kỳ nhỏ gọn và di động để di chuyển vào các nơi vườn của bà con. Máy có chức năng băm các loại cành có đường kính dưới 8cm, băm cành, băm đào dừa, ra răng nhỏ để dọn vườn và ủ phân vi sinh. Đấy, bà con có thể thấy, đầu tiên là cửa lạp nguyên liệu thì chúng ta cho nguyên liệu vào. Sau khi nguyên liệu vào thì sẽ qua bùng băm. Sau khi bùng băm xong thì sẽ ra đường cửa xả. Nguyên liệu ra và máy được trang bị động cơ nổ, bà con có thể lắp động cơ từ 7 đến 7,5 HP. Động cơ được kết nối với buồng băm thông qua hệ thống bu ni và dây cu loa. Hệ thống của dao băm được làm bằng thép SKD của Nhật, được chui cao tần, siêu sắc bén và bền bỉ cho bà con. Máy được trang bị hai bánh xe để giúp dễ dàng di chuyển một cách cực kỳ thoải mái và an toàn.